Xin chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Hoàng Tuấn ở huyện tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số pho mai ha, để đặt kẹo là gì, nhiều dáng thế. Em sơ lược bộ đấy cho quý vị xem ha. Hấu đi đặt luôn. Rồi, chào anh. Rồi, chào Tâm ha, chào cô chú anh chị mình trên toàn quốc ha. Em tiếp tục lên 30 phôi ấp chậu nữa ha cô chú anh chị. Mai Dạo Thủ Đức hình thức làm dẫn vào sóng bao ship toàn quốc ha. Dạ. Số điện thoại là 0332793171 cũng là số Zalo ha. Ở quy định chợ gạo Tiền Giang nha cô chú anh chị. Em bao sóng trong vòng 2 tháng ha. Dạ. Cây có gì cứ alo gì cho em nha cô chú anh chị. Em vô cây đầu tiên cây mã số 31 ha. À, 31. Chiều cao là 20 ha. Cây lắc quái của chú chị. Và cái hoành là 15 ha. Dạ. Cái nồi đế là 98 ha của chú chị. Đây vận chuyển bị tróc nhẹ miếng da. Dạ. Chút xử lý keo vô nha của chú chị. Nó cái rộng uống của nó ha. Cực kỳ đẹp luôn. Bộ đế thì quá khủng của chú chị. Dùng lực ha. Rồi 31 này em giao lưu giá 1 triệu rưỡi ha. Thôi 1 triệu rưỡi. 32. Cao là 30. Quạnh đây 16 quạnh đi cô chú chị. Cục đế ha, cực kỳ biết luôn. Này lên cục sụt trứng này luôn cô chú chị. Cục đó ha. Để nôm. Chục mai ấp chậu ha cô chú anh chị. Rồi 32 này lưu 750 ha. 750. 33. 33. Chiều cao của nó là 7 ha. Cái hoành 11. Đế ấp chậu rất là đẹp của chú chị. Ép bò mà chơi ha. Rồi, 33 550 của chú chị. 550. 34. Cao 30. 15 hoành ha. Đế ha của chú chị. Cực kỳ VIP ha. Rồi, 34 này em lưu 600 ngàn ha. Rồi, 600. 35. Chiều cao là 24. Hoành là 9 ha. Rồi, 35 em lưu 250 ha. 250. 36. Chiều cao là 26 ha. Cái hoành là 14. Để gấp chậu cục rất là đẹp. Ba mươi sáu 550 ha. 550. 37. Chiều cao là 25. Cái hoành là 11 ha. Đó, bộ đế cực khủng mà chú chị. Ba mươi bảy này luôn 550 ha. Rồi 550. 38. Chiều cao là 45. Cái hoành là 13 ha. Đầu sáu là 30. 38 này em lưu giá 750 ha. Rồi, 750. 39. Chiều cao là 40. Cái vành là 14 ha. Đầu sáu là 30. 39 em giao lưu giá 1 triệu 2 ha. Thôi 1 triệu 2. 40. Chiều cao của nó là 28. Cái hoành là 10 ha cô chú chị. Đó. Cây lắc ha. Nhỏ gọn. 40 em giao lưu 250 ha. 250. 41. Chiều cao của nó là 12. Cái hoành là 11 ha. Đó, cục đế này. Kẹo luôn hả cô chú chị. Rồi 41 này như lưu 450 ha. 450. 42. Chiều cao là 26. 12 hoành.
42 này em vô luôn 500 ha. 500. 43. Chiều cao là 8. Cái vành là 11. Độ sổ là 20 ha. Có một khối đế luôn mình chơi chưa. Ghép bò mình chơi ha. Rồi, 43 này em vô luôn giá 750 ha. 750. 44. Chiều cao là 40. Cái quần 14 quần ha. Ồ, cái dáng lắc của chú chị. Đế ha, đặt kẹo luôn. Rồi, đầu sổ của nó là 2 tắc 7 ha. Rồi, 44 này vô luôn 850 ha. 850. 45. Chiều cao là 12. Cái quần là 15 ha. Rồi, đầu sổ là 2 tắc rưỡi. Rồi, 45 này em vô luôn 300 ha. 300. 46. Cây bé cực kỳ luôn chú chị. Chiều cao 73 ha. Cái quần 18 quần. Đầu sổ là 30. Còn nguyên cái cũ cho này 58 này coi chú chị. Còn khảo kỹ ha, cực kỳ tiếp luôn. Rồi, 46 này vô luôn giá 1 triệu rưỡi ha. 1 triệu rưỡi. 47. 47. Chiều cao là 35. Rồi, cái hoành 13 hoành ha. Đó, con thú ha của chú chị. Rất quái ha. Rồi, 47 này vô luôn 550 ha. 550. 48. Cao 30. Hoành 14 ha. Đột sổ 2 tấc 7. Rồi, cái nồi đế là 90 ha. Siêu khủng của cái gì đây ha. 48 này vô lưu giá 1,2 triệu ha. Rồi, 1,2 triệu. 49. Cao là 10. Cái quanh là 14 ha. Cái hội đế của nó. Chỗ này có bị tét cái da chỗ này nha cô chú chị. Tróc cái da ha, vận chuyển như vậy. Này dùm rép chú chị, qua đây cái bờ đế ha. Rồi, 49 là như lúc 750 ha. 750. 50. Chiều cao của nó là 8 ha. Hoành 11. Đó, mini nhỏ gọn. Cục đế đặt kẹo của chú chị. Rồi, 50 là như lúc 300 ha. 300. 51. Chiều cao là 8. Hoành là 11 ha. Đầu sổ là 2 tắc 2. Năm mốt này mình vô luôn 550 ha. 550. 52. Chiều cao là 60 ha. Rồi 13 hoạch. Độ sổ là 30 ha. Cái quá biết của chú chị. Rồi 52 này mình vô luôn giá 1 triệu 3 ha. 1 triệu 3. 53. Chiều cao là 10. 15 quanh. Nồi đế 1 mét ha cô chú chị. Đó, quá khủng luôn. Rồi, 53 này em vô lưu giá 850 ha. Rồi, 850. 54. Chiều cao là 58. 14 quần ha. Độ sổ là 3 tắc 3. Ôi đặt rồi. Qua sức cái cây của kia. Rồi, 54 này em vô lưu giá 1 triệu 7 ha. 1 triệu 7. 55. Chiều cao là 10. Cái quần là 9 ha. Năm này vô lưu giá 350 ha. 350. 56. Chiều cao là 38. Cái hoành là 14. Độ sổ là 2 tấc rưỡi ha. Kéo đế luôn. Nồi đế ha cô chú chị. Rồi, 56 này vô lưu giá 1,2 triệu ha. 1,2 triệu.
57, keo là 49, cái hoành là 15 ha. Cục đế sổ của nó là 2 tấc 6 ha cô chú chị. Rồi 57 này em giao lưu giá 1.3 triệu ha. 1.3 triệu. 58, chiều cao là 10, hoành là 13. Này em giao lưu giá 650 ha. 650. 59, chiều cao là 23, hoành là 17 ha. 59 này em giao lưu giá 750. 750. 60 ha. Rồi, cao 76, 17 quanh. Độ sổ là 2 tấc 8 ha. Rồi, cái nồi đế là 110 ha cô chú anh chị. Quá sức cái nồi đế. Thôi đặt luôn. Rồi, mã 60 này em giao lưu giá 1 triệu rưỡi ha. 1 triệu rưỡi. Cũng là cây cuối cùng của clip ha. Dạ. Rồi, cuối clip mong cô chú chị xem hết clip, cái nào ủng hộ cho em cái đó ha. Cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Quảng Tứng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.